Nó đâu nghe cái lỗ á đầu quê. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào bạn nha. Hello bạn nha. Hello bạn nha. Hello. Hello. Đây hello. Cua biển của mẹ con Thận đi Cà Mau về mua nha các bạn. Đây bạn Thận xách qua để cho anh em. Gì? Đi Cà Mau đem mũi vậy mới đúng chứ. Mũi á đầu với ai đem mũi đây chứ. Ké luôn quá. Mấy ký luôn á. Đẻ luôn. Nói chung là đây là cua biển của mẹ bạn Thận đi Cà Mau về mua cho bạn Thận. Bạn Thận xách qua để cho anh em mình ăn lấy thảo nha bạn. Thôi qua clip này cũng cảm ơn hai bác trai bác gái mẹ bạn Thận nhiều nha. Đã mua cho bạn Thận mới cua. Bạn Thận tặng lại cho anh em mình. Anh em mình sẽ đem vô ruộng làm cua biển nướng mọi nha bạn. Đây, đây là những số cua biển mua với ga Cà Mau nè. Cua biển chính cống nè. Cà Mau đàng hoàng. Cua biển cua Cà Mau. Đen đóng gồng kêu đen tụi luôn nè. Đó. Bây giờ mình thi nha chạy, mình để cho cua kẹp. Thằng nào chịu nổi nó thua. Hết dở cái. Ông biết chơi cho sao? Ôi dưới bánh. Ơ chơi á trời giờ bây giờ ba mình. Ba thằng lựa con cua. Bò đua. Thằng nào thua thì khỏi ăn cua luôn. Thằng nào ăn ra hai con. Đó, lựa. Tôi còn chơi trò này còn vui hơn nữa nè. Ta lựa con này. Trời bò. Con này bò dưới đạn nè. Con này bò dưới điện nè. Trời ơi, nó bị điện hả? Ừ. Bỏ dây dây để bỏ bị tai biến ông nội ơi. Tai biến cái đầu nó mà nó lớn không à. Năm con cua này ông tháo ra ông bỏ xuống sông mò thằng nào mò được kiếm ăn. Rồi sông có ai đang lưới không? Cái mình lội xong cái mình gắn con cua biển vô lưới rồi ta thập lưới là dở là gặp cua biển ta hồn dí lắm mày ta. Xong cua biển. Hai tù với à. Đây, mấy con cua anh em mình đã lặt mấy cái que với càng hết các bạn. Ủa nãy nãy con cua mày sao thành cua rồi? Giờ thành cua. Tại vì anh em mình nướng mồi nên mình không có nướng chung que đây các bạn. Nướng chung que thì lửa nó cháy ba cái que khét rất ủ lắm. Giờ mình sẽ nướng riêng nha. Cái này thì nướng mồi. Còn nếu mấy cái que với cái càng thì bỏ làm dĩ hồi mình nướng nha. Đây, bỏ này nướng mồi luôn nha các bạn. Lát hồi đem ra không có con dĩ đâu. Nó đen thui cái ngẹt. Lát ra hồi đem ra hành con cua. Hồi dở ra hành cua. Ủa nướng mồi là nướng sao anh Tùng? Để đó, hành mồi đó. Nướng xong hồi đem ra hầu toàn là cua với ba không. Chị ghé luôn rồi. Không biết là anh em mình làm món này có ăn được không nha bạn. Không. Thấy chắc là không ăn được đâu. Không ăn được đâu. Đang tụi lũ chết khét ngạt chưa lấy nhả đủ vậy. Thôi dục đi. Thôi căng à. Mình sợ bây giờ anh em mới chừa lại mới que mới càng có gì hồi này khác cũng còn lại này xí găng được. Chứ mà nếu khác chắc là nghỉ xí găng luôn. Không ăn gì được luôn. Vậy luôn. Lấy lửa. Lửa đâu? Lửa kia rồi. Biến. Ồ, biến hình hả? Bắt. Vừa là bắt cái. Bắt. Bắt. Biến. Bắt cái đầu dưới đó. Bắt nè. Đó, lên lửa các bạn. Giờ anh em mình nướng thử coi anh em có ăn được không nha. Mới nạp lửa chút xíu mà cua đỏ hả? Ghép mạt màu hả? Hả? Lên màu nè. Chín rồi đó. Chín rồi, ăn được rồi. Đem xuống đi. Mà nó đem đây chín rồi. Trời ơi, trời ơi, hồi nó không em còn đi nướng ra cháu. Ừ, vậy là ăn được rồi. Tại vì cua nó chanh ăn được mà lấy nướng qua lửa được nào ăn được. Cho mấy nè tụi con cảm ơn hai bác nhiều nha. Mà chưa biết ông bác thứ mấy mày. Sáu. Tại sao hả? Sáu. Cho mấy con xin cảm ơn bác Sáu nhiều nha bác Sáu ơi. Ừ, bác Sáu hả? Bác Sáu. Ủa, đứa vậy? Bác Sáu ơi. Bác Sáu ơi. Mấy cua anh em mà nó hành cục xì lầu đen thù lũ chơi bạn ơi, nhưng mà gạch nó đỏ quét thì ngon lắm. Nướng mọi là nước nào cũng ngọt chơi, giờ mà đem ra lá chuối đâu mà nướng mấy cái càng mấy quét kia nha bạn. Đấy. Nhìn giờ là chẳng ra là con cua luôn á, trời á đù dữ hả. Nhưng mà mình gỡ này ra là đẹp đi nha bạn. Nè, ồ, thấy không? Ừ, gỡ ra nè, ồ, đẹp không? Ừ, trên cá thiệt quay không? Nè. Thành thang ông nội nóng dẻ tiền hả? Thôi bỏ đây đi. Nè, ồ, trời ơi lột ra từ sao trên đầu canh không? Để mình lột cua cho các bạn coi nha. Ừ, khói lên kìa. Trời khói lên chút. Dễ mang học. Ôi. Mình cháy học. Ngon lại đàng hoàng liền. Để nha bạn. Để mình nướng mấy cái que cái làm xử món này sao nha. Đây, đây là những cái càng cua và những cái que cua nha bạn. Giờ anh em bỏ nướng luôn nè. Đó, quả đã. Đây, mấy cái càng cua với mấy que cua chín cho các bạn. Giờ mình nhắc xuống luôn nha bạn. Trời ơi nhìn đã không? Đủ quét luôn chứ bộ. Dứt đất luôn. Trời. Nhìn cái đổ cái mới đã nè. Ôi chừng tét đó. Đây. Đó, anh em mình sẽ tịnh ngay góc này nha bạn. Trời ơi nhìn hấp dẫn không? Đổ quét luôn mấy cua này mới đã nè. Càng cua chín nè.
cái này chưa chín nước à, cái này chưa chín gõ nghèo đi kêu đốt lửa nước lại nha bạn, cái này đâu chín đâu đâu đóng yếu xìu không anh á, anh xích thèm á. Đây đây là những con cua độc mẹ của bạn Thận đã tặng cho anh em mình. Bây giờ mình đã nướng ra hành như vậy nha bạn, nhìn cũng oh my god lắm, xem vừa nhìn cũng đẹp trai lắm bộ. Con này thì nó đẹp nhất, con này là nó xấu nhất, cái gì mới đẹp xì lì hả? Dễ đen hết sạch nữa. Thôi bây giờ anh em mình xin mời tất cả các bạn cùng ăn cua biển nướng với anh em nha bạn. Rồi mời bác trai, bác sáu, trai bác sáu gái, mẹ cô bạn Thận cùng ăn cua biển nướng với mấy con luôn rồi, hai bác ơi. Thôi bây giờ anh em mình xin mời tất cả các bạn cùng ăn cua với anh em nha bạn. Gì? Ông bác trai, bác gái, bác thư sáu á. Thấy mẹ này buồn lắm luôn. Buồn á đầu của trai. Đó mày không có gì mà ngon bằng nước nha không? Nhất nướng, nhì chiên, tam xào mới tướng dục. Tướng lộn không? Mấy là bởi vậy cái này là nướng là ngon nhất, tình giờ trên cả nó là trên cả tuyệt vời luôn. Thôi giờ mình sẽ dành hai càng cua này để cho cúng ông bà cúng mặt mày đây nha bạn. Ông bà cúng mặt mày, ông tạo ông địa ở đây về ăn cua nướng với tụi con, phù hộ độ cho tụi con khỏe tay khỏe chân để làm cho những clip cho tất cả bạn cùng xem. Thôi giờ vô nha bạn. Giờ để mình uống cái càng. Nè, chơi cái càng đi. Đây. Nè. Ủa cái càng bự dữ hả? Thì tự nhiên đụng hết xui mà. Sao càng nhỏ vậy? Trời ơi đúng rồi, càng nhỏ xíu rồi nè. Đó. Mình càng này. Đó, hết xui nha. Giờ chơi nha các bạn. Chính khủng vậy. Không phải đập đầu nó đập vô giò chứ á đâu. Mà lấy cái càng cua này mỗi rồi cái bắt gối đập vô gối nó thèm á. Quá đã chứ. Nó không nghe nè. Chứ. Có một càng rồi. Cái gần yếu lắm. Chậm càng nó cho nó cứng cứng nè. Đúng rồi, hai cái rồi, đập lại. Bạn ơi, mình cắn vàng cái cho bạn xem nha. Mời các bạn nha. Cắn hồi nó chắc, môi đó lại gần đi nhé nữa quá. Trời ơi. Nè em nhìn nè, cắn thịt nè. Trời ơi, trời nó trắng yếu xìu quá. Trời ơi, trời Ngọc Trinh còn tôi còn bỏ luôn á. Quá đã, giờ này có bà xàm rồi, tao cắn cho bà ăn cái đã thì thôi luôn chứ. Có cho bà ăn không? Có chứ. Hay cho bà nhìn miệng. Trời ơi ngọt kìa mạt à. Ôi trời. Rồi cua chắc thịt rồi bạn. Cắn ra cái thật thịt bành kim nè. Ý là mới có cái gu trên không chưa tới càng đó. Cái càng của đang. Ôi trời. Trời ơi vậy mà sao? Càng cua bị gì á? Bị gì? Ung thư gì? Ăn được không? Càng cua ta về mà là ung thư trời ơi. Đây nè bạn, quét đây nha bạn. Trời ơi cái càng cua đặc thịt ghê không? Cua Cà Mau đúng có khác nha bạn. Đó, nè ủa. Đây, mình xin mời tất cả các bạn cùng ăn cua. Cái càng cua đẹp ghê vậy. Ông lộn mà. Ông lộn cũng ăn đâu rồi thời nào rồi. Đẹp á. Vô bạn ơi, mời tất cả các bạn nha. Để mình thưởng thức cái nha bạn. Ông làm gì ngon bằng các bạn nha. Ông làm gì ngon bằng càng tôi. Mời bạn nha bạn. Đã. Ăn hơi hổn xíu mà cái phải chịu rồi bạn ơi. Ngọt. Mẹ sao cái món này giật giật hả? Nó ăn vô mà cái món nó càng giật giật chả đậu gì vậy. Ngọt yếu nhiều trời. Cua nó ngọt mà chắc thịt chấm với muối ớt chanh một cái nữa đã kìa mệt à. Tại vì cua này nướng mỏi là không có nước vô nè. Là nó ngọt chứ lắm luôn. Là nó giữ nước luôn á. Ngon từ thịt ngọt từ xương không. Quá đã luôn rồi, bữa nay mình ăn 5 cua này một cái là tới chỉ luôn rồi. Thứ nào chịu nổi. Ngon. Tạm đã, nút sột trước. Nó đã. Cục thịt nào không thấy hả, để mình sắn lại đây cái hả. Bươi cục thịt này cái đổ. Vô đây coi. Quá đã. Đây, xin mời tất cả các bạn nha. Quá êm anh ơi. Ông Sàm ơi. Trời trời, tới nữa hả? Bạn nha bạn. Ông Sàm ơi. Tới mình chứ. Ai có ông Sàm ơi, tới mình chứ trời. Ngon với trời, có lý ha. Ngon với trời. Có trời hả? Có lý dữ hả? Có lý với trời. Luôn á. Trời, trời, cô đang ăn mau nhé. Quét vô nè, quét vô nè. Nè. Làm miếng làm sao? Thôi ăn đi. Tao thắng này, tao còn con này mà. Trời ơi, trời cả thứ già nè. Mời các bạn nha các bạn. Tới mình bạn hàng nãy giờ hai bên thằng nào cũng lưỡng hai càng ngon lành cành đào cho tới mình chứ. Rồi làm cái coi. Trời ơi, mình lột cái đỏ. Cũng đâu có thua gì mấy anh không anh? Đỏ. Chắc nịch luôn anh. Gì bởi vậy? Kệ cua Cà Mau thì phải chắc nịch chứ. Ồ đã bạn. Đã quá đã. Quá đã khiếu luôn. Thôi bạn nha. Quá đã quá đã anh Đen ơi. Trời ơi. Càng này ăn cá đủ vậy hả. Đây để mình chấm miếng muối cái nha bạn. Mời tất cả các bạn khác nha. Đó quá đã mà. Trời ơi trời ơi. Vũ Xấy rút bắp nè. Xấy rút bắp. Đây con xin mời bác sáu trai bác sáu gái ăn cua với con nha. Mời tất cả các bạn cùng ăn cua với mình nha bạn. Đây quá đã. Anh quất cá nha bạn, cá mớp gạo nha. Dạ, tới đầu á. Miếu chim gặp mày này chắc ké luôn. Thầy vô cá nhà bạn đã quất nè, làm rồi giật mình chưa.
Nó ngọt mà nó khủng khiếp luôn, quá đã. Im ha, ngon ngon. Giờ tới mình bẻ cua ra nha bạn. Mình lọc mấy cái vú ra nha bạn. Vú dễ đủ gì? Vú cua. Tôi nghe nói mấy ai mà đá dầm là ăn bên đó hết á. Hết á. Mày có đá không? Bước đi. Đấy mà thường tôi ra mà cái niệm mày ớt nhẹp mà. Bạn này thôi. Cái đó là nước miếng của tôi chảy. Chảy kè hả? Ngủi con đem kè hả? Tại vì tại vì không có bồ phải vậy thôi trời. Không có bồ tôi nghe mắt thì chảy kè. Anh đùi vậy tối máy bay hiểu rồi. Anh đùi vậy hả? Tự nhiên không có bồ tối ngủ chảy kè. Thôi em ơi, đi với bà nào á. Ý là tao nói là thèm á hiểu không? Thèm chảy kè hả? Ừ, thèm chảy kè luôn á. Tại mình bẻ gặp này ra cái nhà mát tới mình với thằng Đen. Mời bạn nha bạn. Trời ơi, móc gạch cua. Ừ, vậy hả? Ừ. Nhiều dữ hả? Thì mang cục này, ta ăn cục này. Ta còn cục gạch cua ở đây nè. Dạ. Ừ. Ăn xong này là tự nhiên là cái đầu nó quay Cyberman. Cyberman, Xem muốn ngà luôn á. Cyberman tới mình các bạn ơi, mình cũng Cyberman miếng trả đủ vậy. Các bạn thông cảm nha bạn. Mình bóc không ngoài đồng ngoài ruộng à. Mời các bạn nha bạn. Mời hai bác sáu luôn nha. Hai bác. Trời ơi trời, có còn hai thằng gạch cua mình còn nhiều dữ hả? Đẹp dữ hả? À, đâu biết trời. Mời bạn nha, con cũng mời hai bác luôn nghe bác sáu. Đủ. Gì? Hai bác đẹp gái vậy hả? Ra mẹ nó mình nó mời hai bác luôn rồi. Hai bác cái thèm á, không nghe được chết. Trời duyên sắn nó còn nhiêu nè. Cục gạch cua đẹp gái vậy, cái này mời tao khu khu luôn ba ơi. Con này mình lụm luôn nha bạn, không mời bạn cua trời trời gạch cua đấy thèm á. Bùi. Mà công nhận mình nướng đúng rồi hay không sao? Ừ. Ngọt ngay luôn mà, ngọt tinh khiết mà. Nè, bẻ cái nào. Trong cắn bọn cái bọn đỏ không? Trời nó đã. Nếu mà mình luộc là nước nó vô nó hết ngọt rồi. Chứ ngọt đâu có ăn, ăn đâu có ung thư. Mình luộc đâu có ăn ung thư đâu. Cái ông nước ăn mới ung thư. Đã không bạn? Nó hơi đen xíu nha bạn. Còn ngọt đẹp gái vậy hả? Mời bạn nha. Trời ơi. Quếp với trời, cái này cục cua mà đẹp gái em chấm vô mình ăn nguyên cục luôn bạn ơi. Tại mình hết lột được rồi. Đây xin mời tất cả các bạn nha. Tấm mấy gụi đè giờ ăn mình dưới trời. Trên cả tuyệt vời ngọt. Nước chấm mình chua cay mặn nữa, quá quýt luôn. Cua thì ngọt. Mời bạn nha. Có quả thì chấm nè. Bỏ miệng nè. Nhai nè. Gớt găng nè. Nuốt nè. Quá êm. Ông xàm ơi. Giờ này còn trắng đen nữa. Năm nãy muốn xem bóng ngà nãy giờ còn nữa đâu trắng đen đấy thèm á. Đây bây giờ còn lại cà cua nè. Hận càng nè. Đây bây giờ càng bự mình sẽ dành cho bà thử mới nha. Nè đó. Đó càng vừa vừa cho cua đen nè. Đó. Mình càng còn biết đâu? Nhỏ nè. Đó. Nè phim nó ăn sao nó còn được 3. Mấy mình ăn trước được 2. Nó ăn được 3. Rõ ràng không? Đó. Ông bà dặn càng cua con bà đó. Rõ ràng nó được 3, mình được 2 chứ nhiều. Vậy là ông bà ngồi trước mặt mình á. Sao tôi ăn đồ của ông bà không nha? Ăn đồ ông bà mới ngon. Ăn trời. Đồ ngon không luôn á. Ăn đồ đồ ăn đồ cúng không luôn á. Cái đó là cái lọc của trời hơn lắm. Ngon luôn á. Thôi nha, chị đồng ăn đồng chưa đủ rồi nha. Quét nè. Mời bạn nha. Lúc biển ăn đồ của ông bà không hả? Ăn đồ ông bà không hả? Ghê trời. Vậy là một khi ông bà mình hả? Hả đủ chứ hả? Thèm á. Ê, vậy mai mốt hỏi cho nó ăn gì? Hỏi ăn gì hả? Đem nhang vô được rồi. Trời nhang. Không nhận là cái thịt cua mình nướng nha bạn. Không có gì mà ngon bằng thịt cua mà nướng. Nó dẻ, nó ngọt. Thịt nó chắc kịch ha. Ăn nó ngọt ngay mà nó thơm mùi nướng á. Mùi trời ơi thơm lắm luôn. Không, quá đã luôn. Mà tôi nghe cái mùi nhang đâu đây á. Cái tông ông nghe không? Hết đông, hết tay, hết ngay. Thơm như anh. Ghê. Anh ăn được không Sam? Thơm nha. Thơm nha. Thơm miếng chiều á. Hết đẹp gái. Hết đông. Cái lỗ á đầu vui. Cái cua 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 c
Thù ghê. Cái cây cua nó quá trời ơi, chào chúa đẹp khác. Ôi cây cua nó ơi. Mày coi cây cua tao quăng ở đâu rồi á. Thôi cây cua chấm. Cây cua đẹp ghê. Ôi ơi cây cua đẹp cái gì đây. Chơi tèm á. Ôi trời ơi trời ơi. Ôi ôi. Cây cua đẹp. Lấy tao thèm tôi liếm luôn á trời. Cái cua nó ngon lắm luôn. Đang cắn nó quất quát ra mất tiêu dùng. Bắt tiêu trời đẹp ghê trời. Khó chứ là buồn thôi chứ. Đau đầu quá bạn ơi. Mình đang ăn càng cua ngon. Mình mới cắn con cái nó mới lòi miếng thịt ra. Cái nó dục cái bắt tiêu luôn. Hết ngon luôn. Hết ngon luôn. Càng cua. Càng cua ha. Tặng lại giống càng cua. Đau lòng đi trời. Đau lòng chiến sĩ. Ông ơi bây giờ anh em mình sẽ ngừng clip đây. Anh em bay xong tắm rồi. Bà nước dưới lúa này. Thuốc không à. Phân cái thuốc xong rồi đợi hỏi ngứa lắm. Tốt quá gì đó. Tốt quá đầu xanh trẻ mạc ông Tham. Ông thấy nó xanh lát không? Tại tao xanh chành luôn á đầu vậy. Thôi bây giờ anh em mình sẽ ngừng clip ở tại đây nha các bạn. Tại vì tình huống cái thật của đen nó á đầu tới xô mình nó lụm mấy này nó chạy như vậy. Mình không chạy được. Hút ngang cái là hai này xuống hết chứ đâu cho nó chạy được bạn. Thôi bây giờ anh em mình sẽ tạm ngừng clip tới đây. Hẹn các bạn ở những clip theo nha. Nếu các bạn thấy có các clip mà cua nướng mọi này ngon thì các bạn nhớ dành tặng cho anh em một like, một đăng ký và một chia sẻ video giúp anh em mình. Anh em mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Còn bây giờ anh em mình xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo. Bây giờ anh em mới tắm đây quá trời ngứa á đụ dữ à. Bye bye nha. Bắt cái cần.